Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng có chiều kiến Tập Cận Bình trước khi gặp Donald Trump hay không? Cái cách mà Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng tái xuất tự tin trước con mắt soi mói của đám đông 100 cán bộ công đoàn tiêu biểu vào ngày 20 tháng 7 năm 2019 chứ không còn là chủ trì cuộc họp với đám nhỏ, là các ủy viên Bộ Chính trị như những lần trước đó, cho thấy sức khỏe của ông Trọng đã gần như phục hồi hoàn toàn sau cú bạo bệnh ở xứ Kiên Giang, nhà bà Dũng, kể cả phục hồi hoạt động tứ chi, vốn là chủ đề được dư luận đồn đoán trước đây về khả năng bị liệt. Mặc dù ông đi lại rất là nặng nề, chậm chạp, không được giống như người bình thường, nhưng dù sao, ông cũng đã tự đi được bằng chính đôi chân của mình. Như vậy, Nguyễn Phú Trọng đã mất khoảng 3 tháng từ khi suýt nằm xuống cho đến lúc nói năng và đi lại bình thường. Đó cũng là khoảng thời gian bình quân và bệnh nhân có thể phục hồi sau một cơn tai biến mạch máu não với điều kiện được cung cấp cấp cứu ngay tại điểm vàng sau khi bị tai biến và được điều trị tốt. Riêng trường hợp của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng thì khỏi phải nói, toàn bộ ekip của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương cùng các chuyên gia đầu ngành về thần kinh não bộ được tập trung cho cá nhân ông ta. Việc Nguyễn Phú Trọng phục hồi sức khỏe rất có thể tiến hành được chuyến thăm Hoa Kỳ theo lịch trình dự chu, nhưng có thể đã phải rời lại mất vài tháng, tức vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2019 bằng chính đôi chân của ông ta mà không cần phải ngồi xe lăn. Tuy nhiên, ngay trước mắt Nguyễn Phú Trọng là một thử thách lớn là có buộc phải đi triều kiến Tập Cận Bình ở Bắc Kinh trước khi gặp Donald Trump, giống như những lần ông ta đã đi Hoa Kỳ hay không. Lẽ tất nhiên Trung Quốc muốn Trọng phải đi Bắc Kinh và hơn cả là không muốn ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đi Mỹ. Và lẽ tất nhiên Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và Hoa Nam Tình báo đặc biệt theo dõi tình hình sức khỏe của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và thời điểm mà ông ta có thể đi đứng như một người bình thường. Không biết cơ chế theo dõi trên có phát huy tác dụng hay không, nhưng vụ tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 và một số tàu hải cảnh của Trung Quốc xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế bãi tư chính của Việt Nam từ đầu tháng 7 đến nay lại trùng với tiến trình phục hồi những bước có lẽ là cuối cùng của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng ổn định sức khỏe. Vụ Hải Dương 8 là bước thăm dò bản lĩnh Việt Nam thêm một lần nữa, để nếu Hà Nội vẫn không dám ngả mạnh về Mỹ thì Bắc Kinh sẽ tiếp tục những đòn gây hấn mới hơn và khó chịu hơn nhiều, với ít nhất 3 mục tiêu đồng thời, đó là từng bước biến vùng biển Việt Nam thành vùng tranh chấp lãnh thổ, buộc Việt Nam phải chia đôi nguồn dầu khí khai thác được ở bãi tư chính và cả mỏ Lan Đỏ, và chặn lối chuyến đi Mỹ sắp tới của Nguyễn Phú Trọng. Rất tương đồng với chiến thuật của Hải Dương 981 vào năm 2014 đã hành hạ thần kinh Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam suốt 2 tháng trời. Tàu Hải Dương 8 và những tàu chiến bảo kê cho nó không bộc lộ bất kỳ dấu hiệu nào muốn rút sớm khỏi khu vực bãi tư chính mà vẫn đang gây sức ép liên tục trong bối cảnh người đồng chí Cộng sản của nó cô đơn gần như tuyệt đối trên trường quốc tế. Thật thế, cho tới nay, Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia đầu tiên và có lẽ duy nhất lên tiếng gián tiếp ủng hộ cho Việt Nam liên quan đến vụ tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8. Trong khi đó, không một quốc gia nào có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam lên tiếng. Hãy nhớ lại 2014 là năm tung tóe bởi vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xông thẳng vào vùng lãnh hải Việt Nam như trốn không người và như một cú vỗ mặt nảy đom đóm vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi đó, hầu hết các đối tác chiến lược của Việt Nam, kể cả nước Nga của Putin, đều thờ ơ hoặc quay lưng khi Việt Nam bị tàu Cộng uy hiếp. Thế nhưng sau đó, giới cho bụi Việt Nam vẫn chưa tỉnh ngộ về thực chất bạn vàng là thế nào và vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách đu dây chính trị cho tới khi té lộn đâu trong 3 vụ khủng hoảng bãi tư chính năm 2017, 2018 và 2019. Từ đó đến nay, giới chức vụ Việt Nam chưa bao giờ cô đơn đến thế trên trường quốc tế, dù Việt Nam đã đủ đến cả chẵn, cả tá đối tác chiến lược trong túi, kể cả một đối tác chiến lược khác là Đức
mà Việt Nam đã bị quốc gia này tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sau khi nhà nước Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam bắt cóc một nghi phạm kinh tế là Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin vào tháng 7 năm 2017. Điều trớ trêu và bi hài đến tận cùng là Bắc Kinh, vốn được giới chính phủ Việt Nam luôn ca tụng như đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất, lại là con sói duy nhất luôn hăm he phanh xác còn cừu Hà Nội. Vậy Nguyễn Phú Trọng có đi Trung Quốc trước khi đi Mỹ hay không? Đó là câu hỏi trên đã được giải đáp phần nào ứng với cái cách tái xuất của Nguyễn Phú Trọng trong ngày 20 tháng 7. Đúng vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã dám mở miệng trong những ngày qua. Nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có những hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam tại khu vực phía Nam Biển Đông. Lần đầu tiên dám nhắc đến cái tên Trung Quốc và chỉ trích trực tiếp hành vi của tàu Hải Dương 8, còn trong 2 tuần trước đó đã tuyệt đối câm nín và bất lực đến cục cực, mà chỉ có những trang mạng xã hội của giới đấu tranh dân chủ hay bị Hà Nội gọi cho cái tên là phản động đưa tin rất sôi nổi trong nửa tháng đầu của vụ tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của Việt Nam. Tương tự trong rất nhiều lần xảy ra gây hấn của tàu Trung Quốc đối với tàu bè ngư dân Việt Nam, đặc biệt trong vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014 và 2 lần tàu Trung Quốc bao vây gây sức ép ở bãi Tư Chính vào năm 2017, 2018 và đến bây giờ là 2019. Cùng lúc báo chí quốc doanh được chỉ đạo mở miệng đồng loạt làm nên dàn đồng ca chỉ trích và lên án tàu Trung Quốc vi phạm công pháp quốc tế về luật biển và vi phạm vùng chủ quyền lãnh thổ không thể tranh cãi của Việt Nam. Hiện tượng này hẳn khiến nhiều người nhớ lại vào đầu năm 2019 đã có một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ rất bất thường về chống quân Trung Quốc xâm lược trên báo chí Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm ngày chiến tranh biên giới phía Bắc. Với 2 chỉ dấu phản ứng từ Bộ Ngoại giao Việt Nam và báo chí quốc doanh đã khá rõ là Nguyễn Phú Trọng đang khiến cho Tập Cận Bình nổi đoá, và theo đó Trọng không hề muốn đi Trung Quốc trước khi đi Mỹ, ý định mà ông ta duy trì ít ra cho đến lúc này. Thay cho chuyến đi chầu thiên tử mà lẽ ra Trọng đã bị Trung Quốc áp đặt, ông ta đã 2 lần cử cấp dưới trong tam trụ của ông ta trong Bộ Chính trị Đảng đi thay mình. Đó là Nguyễn Xuân Phúc đi dự hội nghị thượng đỉnh sáng kiến một vành đai một con đường, viết tắt là BRI, vào tháng 4 năm 2019, và Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đến Bắc Kinh vào tháng 7 năm 2019 để bàn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và cả từ ngữ hết sức mơ hồ là đại cục. Chung với thời điểm Nguyễn Phú Trọng tái xuất có vẻ tự tin vào tháng 7 năm 2019, đã xuất hiện tin hành lang về ông ta đang rốt ráo thu xếp những thủ tục cuối cùng cho chuyến đi Mỹ, nhất là trong bối cảnh Đảng Anh đang không ngớt hành hạ hệ thần kinh chỉ trực tai biến của đàn em. Vào tháng 5 năm 2019, Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã có một chuyến tiền trạm đến Mỹ cho Nguyễn Phú Trọng. Nếu cuộc gặp chung chạm diễn ra như dự trù trong thời gian tới, liệu Trọng có dứt khoát nhích thêm một chút về phía Mỹ bằng món quà cảng Cam Ranh cùng một bản ghi nhớ cho đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy để lại bình luận, góp ý để giúp cho chương trình phát triển tốt hơn. Xin hãy bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin hãy chia sẻ để cho thông tin của trang được đến với nhiều người hơn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.